Theo kế hoạch, thành phố sẽ triển khai 30 điểm bắn với 31 trận địa, trong đó có một trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp với 800 quả và 24 giàn hỏa thuật với 480 ống hỏa thuật tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình kết hợp khuôn viên đường đua F1, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. 8 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp, mỗi trận địa 600 quả trước trụ sở Tòa soạn báo Hà Nội mới và trước Bưu điện Hà Nội quận Hoàn Kiếm, vườn hoa Lạc Long Quân quận Tây Hồ, đảo Dừa, công viên Thống Nhất, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, hồ Văn Quán, phường Văn Quán quận Hà Đông, thành cổ Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, khu đất dự án Hồ Điều Hòa, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, trung tâm thể dục thể thao huyện Đông Anh, 22 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp tại các quận, huyện ngoại thành. Thời lượng bắn trong 15 phút từ 21:30 đến 21:45 ngày 9 tháng 10 năm 2024. Hoạt động bắn pháo hoa nhằm khơi dậy niềm tự hào, khí thế hào hùng oanh liệt, giá trị và ý nghĩa lịch sử vẻ vang, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, tạo động lực khí thế xây dựng thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, thủ đô hòa bình, văn minh, hiện đại.